Chào mừng quý vị phụ huynh và học sinh đã đến với buổi livestream mỗi sáng thứ bảy hàng tuần của công ty du học New World Education. Thảo Tiên rất vui được thay mặt cho công ty du học New World gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày đầu năm, và cũng chúc quý vị sẽ có một buổi xem truyền hình livestream với công ty du học New World thật là bổ ích. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của chương trình thì Thảo Tiên muốn công bố về thể lệ game của công ty du học New World vào sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có hai phần là phần online và phần offline. Phần game online sẽ là 4 quà tặng giá trị từ tập đoàn Intu cũng như là trường George Mason University với 2 sạc dự phòng Samsung và 2 chuột không dây Logitech. Thể lệ sẽ rất đơn giản. Thứ nhất là các bạn nhất định phải share livestream này. Và cái thứ hai đó là các bạn phải trả lời đúng cũng như là nhanh nhất câu hỏi của đại diện trường. Thì việc này cũng rất là đơn giản, chỉ cần các bạn xem livestream thật là kỹ cũng như lắng nghe những cái thông tin thật là bổ ích của trường cung cấp cho các bạn thì nhất định các bạn sẽ trả lời được thôi. Và phần game offline sẽ là vui Tết An Khang, nhận quà hoành tráng cùng với du học New World Education với phần thưởng cực kỳ giá trị, gồm có 3 phần quà. Giải nhất là một hộp quà Tết Lunch Farm 9 món và voucher Co-op Max 300k. Giải nhì sẽ là một hộp quà Tết Lunch Farm 8 món, voucher Co-op Max 200k. Và giải 3 là một hộp quà Tết Lunch Farm 6 món cùng với voucher Co-op Max 100k. Vậy thì thể lệ sẽ là như thế nào đây? Cũng rất là đơn giản thôi các bạn à. Các bạn chỉ việc là hãy lan tỏa cái thông điệp của chương trình này bằng cách là chia sẻ công khai poster của thể lệ game Vui Tết An Khang nhận quà hoành tráng này nhé. Cộng thêm là các bạn hãy tắt 3 người bạn của các bạn vào phần bình luận ở bên dưới. Thì như vậy thì các bạn đã có thể tham gia và có một vote cho việc bốc thăm may mắn này rồi. Còn cách đơn giản hơn nữa là sau khi các bạn coi những livestream của công ty du học New World và các bạn thấy hài lòng về chất lượng dịch vụ của công ty thì hãy ký hợp đồng với công ty du học New World thì các bạn cũng sẽ có được một vote để bốc thăm trúng thưởng ha các bạn ha. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước nhanh vào phần nội dung chính của chương trình bằng cách là tìm hiểu thực sự sự khám phá của du học Mỹ. Thì các bạn cũng biết rồi, trong livestream lần trước thì chúng ta đã cùng nhau để mà tìm hiểu về cái giải mã cái sự bứt phá của nền kinh tế Mỹ. Tại sao mà họ lại có thể thành công được như vậy? Là bởi vì họ có một cái nền giáo dục đẳng cấp bậc nhất trên thế giới. Và trong lần livestream này thì chúng ta sẽ cùng khám phá một cái điều gì mới mẻ hơn đây. Thì hãy theo dõi livestream và các bạn sẽ tìm hiểu được điều đó. Nhắc tới nước Mỹ thì không biết là các bạn có để ý tới là thủ đô của nước Mỹ tên là gì không ha? Thì thực tế ra là có hai tiểu bang tên là Washington State và một nơi cũng tên là Washington nhưng mà DC. Thì thủ đô của nước Mỹ là Washington DC ha các bạn. Và ngay bên cạnh đó là một tiểu bang rất là xinh đẹp, cũng rất là thịnh vượng nữa, tên là Virginia. Đây là trung tâm chính trị đầu não của Mỹ và là nơi nổi tiếng đặt lầu Năm Góc của nước Mỹ ở Bộ Quốc phòng, và cũng là quê hương của rất nhiều đời tổng thống Mỹ được sinh trưởng ở đây. Cho nên là Virginia là nơi có được đời sống rất là thịnh vượng và cũng như là thể hiện sống động sự phát triển vượt bậc về giáo dục của nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là nếu như mà bạn đến Mỹ mà bạn không đến bang Virginia thì nó cũng đồng nghĩa với việc là các bạn chưa từng đến Mỹ. Bởi vì tại sao nói là như vậy? Là bởi vì nơi đây nó tập trung rất 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 là nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới, và xuyên suốt rất nhiều thập niên qua đã tạo nên rất là nhiều những cái tinh hoa cho đất nước Mỹ. Và sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá điều đó, khám phá những cái ngóc ngách của bang Virginia cùng với tập đoàn giáo dục Intu. Và
cùng với tập đoàn giáo dục Intu và trường Charles Mason University. Hãy cùng chào đón Miss Thủy Tiên ha các bạn. Xin mời các bạn gặp Miss Thủy Tiên là đại diện trường của George Mason University và cũng là đại diện tuyển sinh của tập đoàn Intu Global. Xin cảm ơn chị Thảo Tiên và xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang theo dõi livestream này. Thì lời đầu tiên là rất cảm ơn New World đã tạo điều kiện cho Tiên có thể đến đây để chia sẻ thêm thông tin cho các bạn về du học tại Mỹ nói chung, cũng như là ở tiểu bang Virginia và trường, đặc biệt là trường đại học George Mason nói riêng. Có thể bắt đầu chị ha. Dạ, cảm ơn Thủy Tiên đã đến với buổi livestream ngày hôm nay. Thì Thủy Tiên, trước khi mà mình bắt đầu vô cái phần chính của trường á, thì Thủy Tiên có thể giới thiệu một chút xíu về tiểu bang Virginia thịnh vượng của mình hay không, và cũng như là Thảo Tiên cũng rất là tò mò là không biết là từ đâu ra cái biệt danh là Mother of President của bang Virginia. Như chị cũng có vừa trao đổi á, thì Virginia được gọi là khối thịnh vượng chung Virginia, hay mình đọc tiếng Anh là Commonwealth of Virginia. Thì đây là một tiểu bang nằm ở phía nam tại Tây Dương của nước Mỹ. Lý do mà tiểu bang này được gọi là the Mother of the Residents bởi vì ở đây có 8 vị tổng thống đã được sinh trưởng tại Virginia. Đặc biệt thì trong số đó là 4 trên 5 vị tổng thống đầu tiên đều được sinh trưởng ở đây. Thì mình có thể kể tên một số cái vị tổng thống rất nổi tiếng với người dân Việt Nam, ví dụ như là George Washington hoặc là James Madison, là những vị tổng thống cực kỳ nổi tiếng với các bạn. Và còn lại thì 8 vị tổng thống thì đa phần là các tổng thống của Virginia là đến từ những cái đời đầu của tổng thống Mỹ. Thì do vậy là họ có rất nhiều cái công trong cái việc thiết lập cái nền tảng về luật pháp cũng như hiến pháp của Mỹ cho đến hiện tại. Và bên cạnh đó thì hiện nay có 6 vị tổng thống, cựu tổng thống cũng đang được chung cất tại Virginia. Đó là cái lượng tổng thống nhiều nhất trong tất cả các bang của Mỹ, nên mình hay nghe gọi là Mother of the President. Và bên cạnh đó thì nếu mà chị tìm hiểu thì mình cũng sẽ biết là cái tên Virginia thì nó bắt nguồn từ cái tên của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Và đây là còn gọi có một cái nickname khác nữa là Old Dominion, bởi vì ngày xưa nó là một cái đế chế của nước Anh. Thì đó, đây là một cái tiểu bang có rất nhiều cái nickname, rất là nhiều biệt danh. Lịch sử của nó rất là lâu đời đó, Thủy Tiên ha. Vậy thì Tiên cũng được biết là trường George Mason University được đặt ở tại quận Fairfax. Đây cũng là một cái quận cực kỳ nổi tiếng về cái sự thịnh vượng bậc nhất ở tại Virginia nữa. Tức là bang Virginia nó đã thịnh vượng rồi mà còn Fairfax nó là còn thịnh vượng bậc nhất ở trong bang Virginia nữa. Cho nên là mà trường George Mason được đặt ở đây nữa, thành ra là Tiên cũng rất là tò mò là không biết là bạn có thể giới thiệu một chút xíu về trường George Mason University được không ạ? Rồi, để giới thiệu về trường đại học George Mason thì mình có thể nghe tắt ngắn gọn, mọi người hay gọi George Mason là Masons, hoặc là mình nghe là GMU. Và khi mà các bạn đi học ở George Mason đó, các bạn sẽ có một cái nickname rất là dễ thương là Patriots, là một cái những cái chiến binh đang học tại trường. Thì mình, mỗi cái bạn khi đi học tại các trường đại học ở Mỹ, như chị biết là đều sẽ có những cái hình ảnh hay những cái biệt danh, đặc biệt là khi mình tham gia các đội thể thao, thì ở bên Mason đó là Patriots. Thì cũng như chị Thảo Tiên vừa nói là cái location, cái vị trí chính của đại học và George Mason là cái campus chính đầu tiên là các bạn sẽ học ở Fairfax. Thì không chỉ nổi tiếng về cái mức độ đông đúc phát triển mà Fairfax còn được xếp hạng trong những cái vị trí rất là cao về mức độ hạnh phúc của người dân sống ở đây. Và đó là cái campus đầu tiên. Campus thứ hai của trường thì nằm ở một cái thành phố rất là hiện đại là Arlington. Hiện đại bởi vì đó là nằm ngay cái bờ đông của những cái khu công nghệ Virginia và đang được phát triển rất là mạnh. Và về lịch sử thành lập thì George Mason hiện nay đang là trường đại học Mỹ nằm được xếp hạng cao nhất trong nhóm những trường đại học trẻ hàng đầu thế giới. Thì cái bảng đại học trẻ đó là nó chỉ xếp những trường đại học dưới 50 tuổi. Thì George Mason là trường đại học Mỹ có vị trí cao nhất. Và hiện nay thì George Mason 48 tuổi. Tức là mình sinh sau nhưng mà mình vẫn là giỏi nhất đó. Sinh sau thì thực tế là trường thành lập năm 1957. Thì lúc đó là một nhánh của hệ thống đại học Virginia. Thì sau đó thì khi mà chính thức hoạt động độc lập thì thường tách ra vào năm 1972. Có một thông tin mà Tiên muốn đính chính một xíu là mọi người khi mà nghe đến tên George Mason á, rất là hay nghĩ là trường này là một trường tư. Bởi vì George Mason là tên của một cái nhà chính trị và một người chủ đồng tiền của Virginia. Tuy nhiên không phải như vậy, George Mason là trường đại học công lập và hiện nay là họ là trường đại học công lập về nghiên cứu lớn nhất của tiểu bang Virginia luôn. Như vậy là thông qua livestream này là các bạn cũng đã biết một cái lịch sử hình thành của trường George Mason University đó nha. Vậy thì Thủy Tiên có thể chia sẻ thêm một chút xíu luôn là tại vì
cái điều gì mà khiến cho mỗi sinh viên của trường cảm thấy là luôn luôn tự hào về trường không? Nói về cái điểm tự hào thì đầu tiên thì mình nói đến ranking đi, là thứ hạng. Ranking. Thì về thứ hạng thì hiện nay là George Mason đang nằm trong top khoảng 4% những trường đại học hàng đầu tại Mỹ. Thì theo US News and World Report của năm 2021 là cái bảng mới nhất, thì hiện George Mason đang hạng 143 về National University và hạng 65 Public. Và bên cạnh đó là như mình về giáo dục Mỹ, nếu các bạn đã tìm hiểu nhiều, các bạn sẽ biết nó có một cái phân loại gọi là Carnegie Foundation của những trường đại học về nghiên cứu. Thì hiện tại chỉ có 131 trường đại học tại Mỹ được nằm trong danh sách này. Và trong đó là Mason rất là tự hào, Mason cũng bao gồm. Và một cái thứ hạng đặc biệt nữa mà làm cho các bạn sinh viên quốc tế có thể nghĩ đến George Mason và tự hào, đó là cái mức độ đa dạng về văn hóa, về cộng đồng của George Mason ở đây. Hiện nay là George Mason đang nằm trong top 20 trường đại học Mỹ có thứ hạng về cái mức độ diversity, là mức độ đa dạng nhiều, cao nhất tại Mỹ. Thì bởi vì sinh viên của trường đến từ khoảng 50 tiểu bang trên toàn nước Mỹ và khoảng 140 quốc gia trên toàn thế giới. Rất là đa dạng và năng động. Thì giống như ngay từ ban đầu á, Thảo Tiên cũng có nói là trường George Mason University thì nằm ở tại Virginia, và Virginia thì lại cách thủ đô Washington khoảng cỡ 45 phút. Thì theo cái vị trí địa lý của trường George Mason á, là nó nằm ở giữa những cái khối thịnh vượng chung, tức là gần tiếp giáp với lại những cái bang rất là thịnh vượng như là Maryland nè, rồi North Carolina nè, rồi West Virginia, rồi Pennsylvania. Thì không biết là những cái điều này nó có giúp ích được nhiều cho cái việc mà sinh viên quốc tế là phát triển những cái nghề nghiệp cũng như là cái cơ hội học tập của mình ở tại đây không ha, Vĩ Tiên? Dạ, đương nhiên là sẽ có đó chị. Tại giống như mình thấy là đầu tiên cái lợi thế trước tiên của Virginia đó là nằm rất sát với Washington DC và Maryland, là hai cái tiểu bang vô cùng là nổi tiếng, mình được đặt rất là nhiều cái trụ sở của các công ty lớn ở trên nước Mỹ, không chỉ nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Và bên cạnh đó là họ còn gần West Virginia hoặc là North Carolina, rồi Tennessee, là những cái thành phố cũng những cái tiểu bang cũng rất là phát triển. Nên là học sinh khi học ở đây các bạn sẽ được tận hưởng rất là nhiều cái lợi thế. Một trong những cái lợi thế mà có thể kể đến đầu tiên, đặc biệt cho những nhóm ngành về công nghệ, đó là Amazon. Như các bạn cũng biết là cuối năm 2018 là Amazon đã chính thức quyết định được cái vị trí mới cho cái headquarter thứ hai của họ, là ở thành phố, khu vực thành phố Arlington ở Virginia. Sau Arlington đã chiến thắng khoảng 20 cái thành phố khác để có thể được chọn làm cái headquarter của Amazon. Và rất là may mắn cho George Mason và các bạn sinh viên học của George Mason trong tương lai, là bởi vì là cái vị trí của cái headquarter này chỉ cách trường campus của trường chỉ có 6 cây số thôi, và họ sẽ có rất là nhiều cái project, những cái nhiều cái dự án để có thể đón đầu cái xu hướng về nhân sự mà Amazon đang còn cần thiết tại khu vực Virginia. Vậy thì trường có những giáo sư hàng đầu mà đoạt giải Nobel không, Thủy Tiên? Dạ, nói chung là về cái giáo sư thì hiện nay tất cả các giáo sư giảng dạy của trường đều là những cái giáo sư đầu ngành, để cho các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp nhận những cái kiến thức mới nhất trong ngành. Và các bạn như mình biết là sẽ được học những cái cập nhật. Thì nói về giải thưởng thì mình biết là hiện nay đang có những cái giải thưởng rất là phổ biến về giảng dạy, ví dụ như giải Nobel hoặc là giải Fulbright và Pulitzer. Thì ở tại Mason rất nhiều giáo sư đã có giải Fulbright và Pulitzer. Và đặc biệt là trong năm 1986 và 2002 thì trường đã có 2 giải Nobel về kinh tế học. Rất là hãnh diện cho George Mason là có 2 giáo sư đã từng đạt giải Nobel năm 1986 và 2002. Dạ, rồi vậy với cái một cái vị trí đắc địa như vậy thì trường George Mason sẽ sử dụng đã mở ra rất là nhiều những cái ngành để đáp ứng cho cái nhu cầu ở tại đây đúng không, Thủy Tiên? Vậy thì ở trường thì hiện tại là đã có khoảng bao nhiêu ngành rồi, Thủy Tiên ha? Hiện nay George Mason có khối lượng ngành rất là lớn, là khoảng 200 ngành đào tạo. Thì trong đó với chương trình cử nhân là sẽ là khoảng 80 chương trình, thạc sĩ là 90 và tiến sĩ là khoảng 40 chương trình. Vậy thì ngành nào sẽ là ngành thế mạnh của trường? Hiện nay cái ngành mũi nhọn và cái khoa mũi nhọn mà trường Đại học George Mason đang tập trung đào tạo là những cái lĩnh vực liên quan đến computer, liên quan đến máy tính. Thì liên quan đến máy tính như hiện nay mình biết nó có rất nhiều cái, ví dụ như kỹ sư máy tính, khoa học máy tính là computer science hoặc computer engineering, hoặc là khoa học dữ liệu, data science. Thậm chí là về thiết kế game, computer game design, hoặc là về bảo mật an ninh mạng là cyber security. Thì đó đều là những ngành mũi nhọn của trường. À, cho em thêm một tí xíu nữa,
là như hồi nãy em có nói về cái vị trí của trường á, thì hiện nay đa phần những bạn học là bậc cử nhân, các bạn sẽ học ở campus chính là campus ở Fairfax. Còn các bạn học ở cấp độ thạc sĩ và những cái cấp độ nghiên cứu cao hơn thì các bạn sẽ học chính là ở Arlington. Thì học ở Fairfax là ngay trung tâm đầu não của trường luôn đó. Dạ, đúng rồi. Rồi, với lại Thảo Tiên sau khi mà tìm hiểu thì cũng thấy là trường George Mason có được một cái thuận lợi rất là lớn là khi mà sau những sinh viên mà sau khi tốt nghiệp ở tại trường George Mason University á, thì các bạn nói vui là có khoảng 500 nhà tuyển dụng là họ chờ sẵn để mà có thể săn đón được sinh viên của trường George Mason University. Thì bằng cách là rất là hữu hiệu đó là họ trực tiếp đến với trường George Mason University để tinh tuyển nhân sự luôn. Thì điều này chứng tỏ là sinh viên của trường thì cũng có rất là nhiều những cái thuận lợi ha Tiên ha. Vậy thì đó là những cái thuận lợi gì? Như mình có nãy giờ mình cũng nói nhiều về cái thuận lợi của trường. Và đặc biệt về cái lĩnh vực mà Tiên đang có trao đổi là về khoa học máy tính. Những cái gì liên quan đến máy tính thì đây theo thống kê của trường đại học George Mason, đây là cái ngành, cái khoa mà có cái lượng sinh viên tốt nghiệp cao nhất, đông nhất của trường từ xưa đến nay. Và trường đại học George Mason là một trong những trường đào tạo ra nhiều nhân tài, nhân lực trong cái lĩnh vực computer nhất tại khu vực Virginia. Và bên cạnh đó, cái mức lương của những bạn học cái chuyên ngành này ra Mason cũng được đánh giá là cao nhất so với các chuyên ngành khác. Lý do tại sao là tại vì thứ nhất là không chỉ riêng cho ngành này mà hầu hết trong tất cả các ngành khác, mỗi năm thì trường đại học George Mason họ tổ chức khoảng 8 chương trình Career Fair. Career Fair là ngày hội việc làm, và mỗi cái chương trình như vậy là có khoảng 200 nhà tuyển dụng sẽ đến với Mason. Với cái vị trí địa lý rất là dễ tiếp cận như vậy thì nhà tuyển dụng họ có thể đến từ rất là nhiều bang trên nước Mỹ đến với Mason để tuyển dụng sinh viên của Mason. Và bên cạnh đó thì trường thường xuyên tổ chức những cái buổi chia sẻ, những cái buổi định hướng training về những cái kỹ năng để cho các bạn có thể ứng dụng ngay khi ra nghề. Và chương trình internship là một trong những điều thường xuyên của trường, đặc biệt vào mùa hè. Nếu các bạn tìm hiểu nhiều về George Mason, các bạn có thể coi trên YouTube chẳng hạn, có rất nhiều cái kênh nói về những cái cơ hội internship, những cái video về trường khi mà các bạn sinh viên tham gia internship sẽ như thế nào. Thì đó là lý do mà sinh viên sẽ dễ có việc làm hơn. Vậy thì bây giờ mình đã đi qua được 6 câu hỏi của của trường rồi ha. Thì để thay đổi không khí thì chúng ta sẽ chơi một game nhỏ nhỏ nha các bạn. Đó là 2 câu hỏi cùng với 2 phần quà của đại diện trường. Xin mời đại diện trường đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Các bạn chuẩn bị lắng nghe nha. Câu hỏi đầu tiên cho các bạn là hiện nay như hồi nãy mình có nói là Virginia là Mother of the Resident, thì có bao nhiêu vị tổng thống được sinh ra tại Virginia, và các bạn có thể kể tên cái thứ tự của các vị tổng thống nó được hay không? Các thứ tự của các vị tổng thống không cần kể tên. Thì ở đây Tiên sẽ đưa ra cho các bạn 4 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là chọn A là có 8 vị tổng thống theo thứ tự là 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12 và 28. Lựa chọn B là 6 vị tổng thống theo thứ tự là 1, 3, 4, 5, 12 và 28. Lựa chọn C là 6 vị tổng thống theo thứ tự 1, 3, 4, 8, 10 và 28. Và lựa chọn cuối cùng là 8 vị tổng thống với thứ tự là 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 và 28. Các bạn chuẩn bị chưa? Tiên sẽ đếm 5 giây để cho các bạn xem xét và chọn lựa câu trả lời ha. Các bạn nhất định phải chia sẻ livestream này thì mới đạt được một trong số những yêu cầu của công ty du học New World nha các bạn. Còn nếu như các bạn trả lời đúng nhanh nhất nhưng mà các bạn không chia sẻ thì cũng sẽ không được đọc đáp án. Hiện tại thì Tiên thấy trên màn hình đã hiện lên một số câu trả lời. Và bạn đầu tiên trả lời là Rosie Nguyễn, bạn chọn là 1D. Alice Hoàng chọn là A. Và Nguyễn Kim My thì bạn đang đặt câu hỏi. Dương Ngọc thì chọn là 1A. Vi Nguyễn thì chọn 1D. Thảo Vi cũng chọn 1D.
Các bạn cần nhanh tay hơn nữa nha các bạn. Rồi bây giờ team xin mời đại diện trường cho đáp án ạ. Đáp án chính xác của câu này là D, là 8 vị tổng thống và thứ tự của các vị tổng thống này sẽ là 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 và 28. Wow. Rồi, bây giờ Tiên sẽ chọn bạn bạn Rosie Nguyễn, là bạn có trả lời là 1D và cũng đồng thời là bạn cũng có chia sẻ livestream này luôn và nhanh nhất nữa, cho nên là bạn sẽ đoạt giải thưởng đầu tiên. Còn bây giờ là chúng ta sẽ sang câu hỏi thứ hai ha Thủy Tiên. Rồi, câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến số lượng và người nha các bạn. À, khoan đã, để Tiên mình chọn quà tặng đi. Thủy Tiên sẽ chọn phần quà tặng nào đầu tiên cho câu trả lời đầu tiên. Câu đó hơi khó đúng không? Thì mình chọn cục sạc dự phòng đi. Rồi, cục sạc dự phòng ha các bạn. Như vậy là bạn Rosie Nguyễn đã có một cục sạc dự phòng. Rồi, xin mời Thủy Tiên đọc câu số 2. Rồi, câu số 2 là hồi nãy Tiên có đề cập đến là John Mason đang có hai vị giáo sư đạt giải Nobel. Thì các vị giáo sư này đạt giải năm nào? Thì Tiên đưa ra các đáp án cho các bạn dễ lựa chọn luôn nha. Câu đầu tiên là đáp án A là giải Nobel Kinh tế năm 1986 của Anuj Ansari và năm khoa học 2012 của Vernon L. Smith. Câu B là Nobel Kinh tế năm 86 của Anuj Ansari và 2002 là Nobel Kinh tế của Vernon L. Smith. Câu số 3, câu C là giải Nobel Kinh tế năm 1986 của giáo sư James Buchanan và năm 2002 cũng là Nobel Kinh tế của giáo sư Vernon L. Smith. Và câu D là Nobel Kinh tế năm 1996 của giáo sư James Buchanan và khoa học năm 2002 của giáo sư Vernon L. Smith. Hồi nãy Tiên có nhắc đến cái năm trong câu cái livestream của mình, các bạn chỉ cần nhớ cái năm và nhớ cái tên là các bạn sẽ trả lời được, không cần quan tâm đến tên của giáo sư đâu. Bây giờ Tiên sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn suy nghĩ và các bạn trả lời nha. 1 2 3 4 và 5. Ok. Bây giờ thì chúng ta đã có khá là nhiều những câu trả lời để hiện lên trên màn hình rồi đây. Các bạn nhớ đính kèm câu hỏi vô nha. Ví dụ như 1A, 2B, 3C, 4D gì đó thì Thủy Tiên và Thảo Tiên mới có thể dễ dàng để mà đọc đáp án ha các bạn. Bây giờ đáp án của mình là gì Thủy Tiên? Đáp án của mình sẽ là đáp án C nha các bạn. Như vậy là câu 2 sẽ là câu 2C. Yes. Bạn yeah. Mario Bùi là bạn trả lời là 2B. Vi Nguyễn thì là 2C. Chưa được. Vi Nguyễn là 2C, Thảo Vi, Dương Ngọc. Như vậy là bạn Thảo Vi sẽ là bạn trả lời được câu hỏi này ha bạn ha. Có Vi Nguyễn à? À có Vi Nguyễn hả? Vi Nguyễn trước. Trước nhưng mà bạn ok, bạn Vi Nguyễn trả lời trước đúng không ạ? Rồi. Vi Nguyễn mới đến Mario Bùi. Rồi, bạn Vi Nguyễn trả lời là 2C. Như vậy bạn Vi Nguyễn sẽ là người thắng giải của câu số 2. Thảo Tiên có thể chọn một món quà luôn. Món quà thứ hai của mình sẽ là thôi đổi món đi, là mình sẽ chọn con chuột nha các bạn. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần livestream của công ty du học New World ha các bạn ha. Thì quay trở lại cái câu hỏi cũng như là với đại diện trường, thì Tiên cũng thắc mắc là giống như hồi nãy là Thủy Tiên có nói chia sẻ là thế mạnh của trường là lĩnh vực công nghệ, yeah. Và cũng như là cụ thể là khối ngành STEM, thì cái ngành bên cạnh cái ngành Computer Science thì là thế mạnh lớn nhất của trường á. Thì bên trường là còn có những cái chuyên ngành đặc biệt rất là hấp dẫn mà Tiên có tìm hiểu, là Tiên thấy là có thấy là cyber security nè, rồi ngành computer game design, yeah. Thì hai cái ngành này theo Tiên là rất là hấp dẫn và cũng rất là lạ, thì không biết là Thủy Tiên có thể chia sẻ thêm không về hai cái ngành này. Computer game design thì là một cái ngành có vẻ là lạ, nhưng mà hiện nay đó là một cái xu thế. Tại như mình biết, khi mà mình xài smartphone, các bạn sử dụng máy tính và các bạn trẻ rất là nhiều, thì cái việc chơi game của các bạn cũng rất là thường xuyên. Thì do đó những cái chương trình viết lên những chương trình game đó không có đơn giản,
Và chương trình Computer Game Design của Chuck Mason là một trong chương trình, những chương trình được xếp hạng top 25 trên toàn nước Mỹ cho cả bậc cử nhân và bậc thạc sĩ. Thì như các bạn đã biết thì ví dụ với cái chương trình Business chẳng hạn thì cái chất lượng kiểm định của các tổ chức đó sẽ là AACSB hoặc là chương trình kỹ thuật là ABET. Thì ở đây chương trình Computer Game Design của trường cũng được kiểm định bởi một cái tổ chức gọi là National Association of School of Arts and Design, là mình viết tắt là NASAD. Thì điều đó chứng minh là cái chương trình giảng dạy của trường là một chương trình chuẩn. Và bên cạnh đó thì trong chương trình học các bạn cũng sẽ được tiếp cận với những cái yếu tố liên quan đến nghệ thuật, đưa thiết kế vào công nghệ và được học những cái kỹ thuật mới nhất, cũng như các bạn sẽ có những cái buổi chương trình thực tập bắt buộc để các bạn có thể ra có việc làm ngay khi học xong. Còn về cyber security thật sự là một niềm tự hào của Mason. Bởi vì đây là một trong những trường đại học đầu tiên tại Mỹ dạy chương trình Cyber Security ở cấp bậc cử nhân. Đa phần nếu mà mình tìm hiểu các trường đại học thì hầu hết họ Cyber Security chỉ là một cái phân nhánh nhỏ hoặc là các bạn sẽ học sâu khi các bạn lên bậc thạc sĩ. Nhưng với Mason là nhà trường đã đưa cái Cyber Security vào ngay chương trình đào tạo cử nhân, là trong xuyên suốt 4 năm các bạn sẽ học về Cyber Security rất là nhiều. Cũng xin nói thêm là tại sao Tiên nói về cái ngành này, tại sao Mason đặc biệt, là bởi vì cái nhu cầu của ngành này hiện nay đang đến từ rất nhiều nguồn trên cả toàn thế giới, đặc biệt là ở những cái tổ chức của chính phủ, những cái tổ chức quốc phòng, thì cái điều đó là DC rất là nhiều. Và thậm chí nếu mà các bạn học chương trình này thì các bạn sẽ yên tâm là nếu các bạn ở Mỹ, cái khả năng, cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn gần như rất là cao và không có thất nghiệp. Và thậm chí về Việt Nam cũng vậy, tại vì gần đây là Tiên là một con người cũng khá là đam mê về cyber security. Thì thậm chí ở Việt Nam tháng 11 vừa rồi cũng có một cái hội nghị về cyber security rất là lớn, bởi vì đó là nhu cầu đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Và nếu hỏi tại sao là Chuck Mason có thể làm được như vậy, thì ở đây Tiên có thể nói tự hào, thứ nhất là trường đã có một cái trung tâm về an ninh mạng từ năm 1990, là từ rất là lâu, từ hồi mà mình còn chưa nghe đến cái khái niệm cyber security nhiều nữa. Và cái thứ hai là ở Mason thì các bạn sẽ được học cách bảo vệ cái dữ liệu, và các bạn sẽ học cái cách để phục hồi cái dữ liệu khi mà nó đã bị tấn công hoặc bị mất sẽ như thế nào. Và đây là một trong những nơi đầu tiên có những cái tổ chức về cyber security do sinh viên điều hành. Đó là một cái niềm tự hào của trường đối với nhóm ngành này. Đúng là nói chung là ngành cyber security á, thì là cái ngành mà có vẻ như là bạn rất là yêu thích ha. Và Tiên thấy là cũng đúng thôi, tại vì bây giờ là ai cũng sử dụng mạng hết trơn á, đúng không ạ? Thì ai cũng dùng mạng thì việc là mình phải bảo mật và an ninh mạng nó phát triển là một chuyện rất là bình thường, và cũng như là các bạn thấy là nó là một cái cơ hội việc làm rất là lớn. Chính vì vậy là các bạn khi mà các bạn tham khảo về ngành conversation thì các bạn cũng có thể tìm hiểu sâu hơn trong cái lĩnh vực an ninh mạng này. Và để Tiên muốn hỏi thêm một chút xíu về cái ngành game design á, tức là trường có yêu cầu portfolio mà? Dạ sẽ có. Chắc sẽ chắn. Có hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Tại đó là một cái ngành về nghệ thuật. Nhưng mà nó có gắn computer. Có gắn computer nhưng mà vẫn kết hợp, tại vì các bạn cũng phải có một chút yếu năng khiếu về nghệ thuật. Dạ. Rồi ok. Vậy sau đây thì Thủy Tiên và Thảo Tiên có chuẩn bị một cái portfolio nhỏ của bạn Ryan của trường Chuck Mason chuẩn bị, thì mời các bạn cùng tham khảo ha.
các bạn có thấy là portfolio của Ryan rất là đẹp hay không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi một chút xíu đi, tại vì cái ngành học thì rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà không biết là vô trường có dễ hay không. Vô trường có dễ không thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái entry requirement của trường. Thì bạn có thể chia sẻ về cái entry requirement của trường cho mọi người biết không ạ? Entry requirement của trường Đại học Trọng Anh hoàn toàn không khó với các bạn, đặc biệt là các bạn hiện nay rất là giỏi. Thì về điểm mình có hai cái điểm xét duyệt thôi. Thứ nhất là điểm tiếng Anh. Điểm tiếng Anh thì yêu cầu của trường hiện nay đang là IELTS 6.5, và điểm học trong lớp của các bạn là GPA khoảng 3.0, thì mình có thể quy ra khoảng 7 chấm ở Việt Nam là các bạn sẽ đạt 7.5. Ở đây là ok cho các bạn để được nhận. Về tiếng Anh thì hiện nay ngoài kỳ thi IELTS thì các bạn cũng có thể thi kỳ thi TOEFL, hoặc là ngoài ra có một kỳ thi mới mà đang được rất là nhiều bạn học sinh chọn, đó là Duolingo. Thì với TOEFL thì yêu cầu của trường đang là 80 và Duolingo là 110 cho các bậc cử nhân. Đây là một cái điểm hoàn toàn không mà khó cho các bạn. Tuy nhiên nếu có bạn nào mà cái điểm thấp hơn cái điểm mà chị Tiên vừa công bố một tí xíu thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì hiện nay là tại Trọng Mason có một trung tâm đào tạo gọi là Into Trọng Mason. Thì đây là nơi mà các hỗ trợ cho sinh viên quốc tế sẽ nhiều hơn, bởi vì cái yêu cầu đầu vào khi mà các bạn học tại chương trình Into Trọng Mason sẽ thấp hơn một tí xíu. IELTS yêu cầu cũng thấp hơn, GPA chỉ yêu cầu các bạn khoảng 2.3 là khoảng 6.5 tại Việt Nam. Và IELTS thì chỉ ở mức khoảng 5.0, 5.5. Tại sao các bạn có thể nên học với chương trình Into Trọng Mason là bởi vì trong chương trình này các bạn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về mặt tiếng Anh. Các bạn sẽ được hỗ trợ về kỹ năng giúp cho các bạn có thể có một sự chuyển mình từ cái cách học, phương pháp học ở Việt Nam sang phương pháp học tại Mỹ. Và nhờ đó khi mà các bạn bắt nhịp vô chương trình chính là các bạn sẽ học rất là dễ dàng. Tuy nhiên có một điểm mà các bạn không quá lo lắng nữa, đó là tổng chương trình học của các bạn, cho dù các bạn học chương trình Pathway, chương trình chuyển tiếp đại học của Into chi chăng nữa, thì tổng thời lượng học vẫn là 4 năm. Tại vì trong chương trình Pathway này các bạn vẫn sẽ nhận được tín chỉ của trường, và giáo sư giảng dạy cho các bạn cũng là cái giáo sư của trường đại học. Các bạn sẽ được học chung với các bạn trong khuôn viên trường, chung với các bạn sinh viên bản xứ, được sử dụng những cái cơ sở vật chất của trường toàn bộ. Thì mình là một sinh viên của trường, không phải là một cái bị lọt ra ngoài hay là một trung tâm luyện thi gì cả. Tức là mình sẽ không có cái sự phân biệt, cũng như là không có bị mất một năm đó. Tức là bình thường thì các bạn sẽ phải, nếu như các bạn không đạt được cái yêu cầu đầu vào thì có thể là các bạn sẽ không được nhận vào nè. Rồi hoặc là có thể là các bạn sẽ phải học một năm ESL nếu như mà tiếng Anh các bạn không đủ. Còn bây giờ thì Into liên kết với lại Chuck Mason thì giúp cho bạn có những cái chương trình pathway rất là hữu ích. Thì bạn có thể giới thiệu thêm về tập đoàn Into Global của mình không ạ? Sorry chị Tiên ngắt lại một tí xíu về cái yêu cầu đầu vào một tí xíu. Thì đó là lý do mà nãy giờ các bạn nghe Tiên gọi là chuyển tiếp đại học là như vậy. Tại vì nếu mà mình dùng chữ dự bị đại học á, là các bạn sẽ có thể gần như học trước xong rồi mới học 4 năm đại học. Còn ở đây Tiên dùng chữ chuyển tiếp là để các bạn thấy nó được bao gồm trong chương trình chính của mình. Còn nói về tập đoàn Into thì Chuck Mason hiện nay là một hệ thành viên, một hệ trong hệ thống các đối tác của tập đoàn Into. Hiện nay Into là một tập đoàn đã được gọi là Into Higher Education Corporation, Into Global Corporation, đã có mặt trên toàn thế giới trong khoảng hơn 15 năm. Và Into đang hợp tác với rất nhiều trường đại học nổi tiếng ở cả Anh và Mỹ. Tổng cộng là khoảng trên 20 trường đại học nổi tiếng tại Anh và Mỹ, và chúng tôi là cung cấp các chương trình dự bị đại học. Đặc biệt là ở Anh là dự bị đại học I-Level, hoặc ở Mỹ là chương trình Pathway dự bị thạc sĩ, chuyển tiếp đại học, và tạo điều kiện cho các bạn. Thứ nhất là như Tiên vừa nói, cần nhiều sự hỗ trợ hơn ở bạn sinh viên quốc tế, và giúp cho các bạn có thể thành công trong cái con đường học vấn của mình. Rồi, vậy bây giờ thì mình có thể tìm hiểu thêm một chút xíu về trường Chuck Mason lại ha. Thì ở bên cạnh những cái học giả như là bên cạnh những cái học giả Fulbright với lại Pulitzer, thì trường có những hai giải Nobel danh giá. Thì bạn có thể chia sẻ một chút xíu về cựu sinh viên của trường mà nổi bật được không ạ? Tức là Tiên cũng rất muốn tìm hiểu thêm về cựu sinh viên của trường á. Nếu mà nói về cựu sinh viên của trường mà nổi bật thì khi các bạn tìm kiếm á, các bạn sẽ thấy, đặc biệt là các bạn sẽ nhìn thấy một cái người phụ nữ trên xuất hiện rất là nhiều trên truyền hình. Cô được mang tên là Anousheh Ansari, là một người Mỹ đến từ Iran. Thì cô này là tốt nghiệp chương trình cử nhân về điện và máy tính tại trường Trọng Mason, và đây là người phụ nữ đầu tiên được bay lên mặt trăng.
Thì hiện nay cô rất là thành đạt với là việc là giám đốc của tập đoàn Rodin System, và cũng thường xuyên xuất hiện trên TED.vn, là một cái kênh mà truyền lửa cho giới trẻ rất là nhiều. Thì điều này, cái sự thành công của cô không chỉ giải thích chứng giúp cho mình hình nhìn nhận được là, thứ nhất là các bạn đến từ những cái nước nhỏ, các bạn đừng có ngần ngại khi mình bước ra để hòa nhập vào một cái nền giáo dục lớn. Thứ hai là một người phụ nữ rất là thành đạt và là người phụ nữ tự hào, là người phụ nữ đầu tiên lên mặt trăng. Tiên thấy là cái câu chuyện của Ansari, của bà Ansari thì là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng, bởi vì cô ấy vừa là phụ nữ mà học ngành kỹ thuật nè, rồi là còn học hai chuyên ngành kỹ thuật nữa, rồi lại là một doanh nhân thành đạt, rồi một người phụ nữ đạo hồi mà có thể bay lên bay lên mặt trăng, thì không phải là một điều đơn giản, tức là một cái sự cố gắng rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là chúng ta thấy rằng ở nước Mỹ, chỉ cần chúng ta cố gắng, chỉ cần chúng ta nỗ lực thì chúng ta nhất định sẽ thành công, chứ không phải là phải phân biệt về vấn đề giới tính, nam hay là nữ, hay là các bạn đến từ quốc gia nào, mà quan trọng là các bạn đã làm được gì cho cuộc sống này và các bạn có cố gắng hết sức mình vì nó hay không. Cho nên là Tiên thấy là đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa dành cho tất cả các sinh viên quốc tế, là các bạn có thể cố gắng để mà thực hiện được ước mơ của mình. Không cần biết các bạn là ai, chỉ cần các bạn nỗ lực là các bạn sẽ có được thành công như các bạn mong muốn, vì nó xứng đáng với tất cả những gì các bạn bỏ ra ha. Vậy thì chị được biết là năm nay thì trường Chuck Mason còn có một cái học bổng mà trước giờ chưa có, thì không biết là bạn có thể chia sẻ thêm về điều này không? À, nói về học bổng thì năm nay đặc biệt là đúng là Chuck Mason có học bổng cao hơn trước đây rất là nhiều. Học bổng thì năm nay nhà trường đang áp dụng đó là mức học bổng tối thiểu khi các bạn sinh viên quốc tế nộp vào trường, các bạn sẽ được 5.000. Có nghĩa là khi các bạn đạt đủ cái yêu cầu đầu vào và được nhận vào chương trình chính của trường thì các bạn sẽ nhận được mức 5.000. Và mức học bổng này sẽ cao hơn dựa trên điểm học của các bạn. Như là hồi nãy chị có nói là về cái điểm GPA, điểm càng cao thì cái điểm học bổng sẽ càng cao, và cái mức tối đa các bạn có thể nhận được là 19.000 đô la Mỹ một năm. Thì 19.000 đô la Mỹ này là nó gần bằng khoảng 50% học phí. Bởi vì học phí của một năm của chương trình cử nhân tại Chuck Mason hiện nay đang là 38.750 đô la. Vậy thì mọi thứ đều Tiên thấy là ở Chuck Mason đều rất là ổn luôn á. Ổn từ học phí, rồi học bổng, rồi chất lượng giảng dạy, cũng như là cái đầu ra nữa. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho học sinh của chúng ta biết được rằng khi mà qua Mỹ thì chúng ta cần phải trang bị những cái điều gì, ví dụ như về kiến thức nè, về kỹ năng, về tâm lý bản thân như thế nào để mà có thể qua bên Mỹ học tốt, hoặc là cụ thể hơn là qua bên trường Chuck Mason học tốt được không? Nói về cái lời khuyên mà để cho các bạn á, thì hiện nay là các bạn Tiên thấy là đầu tiên là các bạn đang sống trong một cái môi trường rất là phát triển, rất là dễ để mình tìm hiểu thông tin. Thì cái việc đầu tiên là Tiên nghĩ là khi mà mình lựa chọn nước Mỹ thì bản thân mình phải đi tìm hiểu nhiều hơn về nước Mỹ, về văn hóa, về con người, về ngôn ngữ, về mọi thứ liên quan đến Mỹ, để khi mà mình đến mình không có những cái bị gọi là culture shock, bởi vì cái cách sống cũng khá là khác nhau. Và cái thứ hai là các bạn trẻ nên là các bạn cần phải tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều hơn. Bởi vì trong với cái kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này thì của Tiên thì các bạn học sinh cũng chia sẻ rất là nhiều là học sinh mình, Việt Nam mình, trong những năm đầu khi đi du học các bạn khá là ngại khi đi hỏi, khi đi tìm hiểu thông tin. Nhưng mà các bạn có biết không là trong các trường đại học có rất nhiều cái trung tâm hỗ trợ sinh viên, từ việc là dạy cho các bạn, gọi là trong Chuck Mason có một trung tâm gọi là Learning Center, thì trong đó các bạn có thể kiếm được những người gia sư miễn phí với những cái môn các bạn học chưa tốt. Và các bạn có thể có những cộng đồng, các bạn có thể hướng dẫn học thêm những kỹ năng về writing, là một trong những kỹ năng mà sinh viên quốc tế rất là thiếu. Thì các bạn phải là người chủ động để tham gia những cái hoạt động đó, thì các bạn càng năng động, càng tham gia nhiều thì càng thành công. Nói chung là chúng ta phải lăn xả. Chúng ta phải lăn xả, chứ còn mà chúng ta cứ ủ rũ đi du học mà các bạn cứ nghĩ rằng ngồi một chỗ là các bạn cũng sẽ không có được cái thành tích như các bạn mong muốn đâu. Đó, ý đại khái là như vậy đúng không Tiên? Dạ đúng rồi. Các bạn phải nói ra những cái khó khăn của mình. Thì nhà trường sẽ có, chắc lúc nào cũng sẽ có sẵn những người để support cho các bạn, để hỗ trợ cho các bạn. Nhưng nếu các bạn im lặng thì trường họ không thể biết được bạn là ai trong 38.000 sinh viên để hỗ trợ. Đúng rồi, chúng ta phải năng động đó các bạn. Đi du học, thật ra mục đích của việc đi du học không phải là chỉ bằng cấp không đâu, mà nó còn
đến từ việc là giúp chúng ta khai sáng tất cả những kỹ năng sống trong cuộc đời của chúng ta. Chứ còn nếu như ở Việt Nam thì đôi khi cái sự bao bọc của bố mẹ nó có thể khiến cho các bạn trở nên kìm hãm sự phát triển của bản thân. Cho nên là đi du học nó sẽ là một bước tiến nhảy vọt trong cái hành trang học vấn của các bạn, để có được cái bước đệm hữu hiệu nhất trong cái việc mà tiến tới cái sự bứt phá của bản thân ha các bạn ha. Còn bây giờ thì bây giờ mình nói về cái chủ đề của livestream ngày hôm nay đi. Thì sau những cái thông tin tuyệt vời vừa rồi thì cái sứ mệnh giáo dục thực sự của trường Chuck Mason University là gì? Sứ mệnh của đại học Chuck Mason University hiện nay là trường luôn luôn muốn mang đến cho các bạn những cái cải tiến mới để các bạn có thể sử dụng được khi mà các bạn ra đời. Có nghĩa là trong chương trình học mọi thứ đều là những cái cải tiến, những kiến thức được cải tiến. Và giống như cái tiêu đề của ngày hôm nay là sứ mệnh của Intu là gì? Còn một câu nữa đúng không ạ? Thì sứ mệnh của Intu đối với giáo dục có nghĩa là Intu muốn mang đến cho các bạn một cái higher education, một cái nền giáo dục để có thể thay đổi được bản thân mình, biến chuyển, đặc biệt là cho sinh viên quốc tế khi mà muốn tiếp cận những nền giáo dục hiện đại nhất là của Anh Quốc và Hoa Kỳ. Ok, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà các bạn không liên hệ với Intu, với Chuck Mason, cũng như là cụ thể hơn là thông qua công ty du học New World Education thì các bạn sẽ có thể tiến gần hơn với ước mơ của bản thân mình, ước mơ Mỹ ha các bạn ha. Và cũng chia sẻ với các bạn một điều luôn là kể từ ngày 15 tháng 7 thì lãnh sự Mỹ đã cho đi phỏng vấn Mỹ lại rồi, và hiện tại là kết quả cũng rất là tốt, cho nên là mọi người cứ mạnh mẽ mà đăng ký để được đi du học Mỹ ha các bạn ha. Còn việc bay qua bên Mỹ thì các chuyến bay nó vẫn bình thường thôi, cho nên là các bạn cứ đậu visa xong thì các bạn liên hệ với bên bộ phận admission để mà đăng ký nhà ở, rồi bên công ty du học New World cũng sẽ hỗ trợ các bạn từ A tới Z, phải nói là như vậy, từ A tới Z về vấn đề luyện phỏng vấn, cũng như là hỗ trợ các bạn về vấn đề nhà ở, đưa đón ở sân bay nếu như các bạn cần sự hỗ trợ. Rồi về vấn đề cách ly thì hiện tại là bên bên trường á là cũng không có yêu cầu phải cách ly đúng không? Khi mà các bạn qua trường học thì này là trong cái mùa spring này là mùa tháng 1 là trường đã áp dụng chương trình học online và cả offline, là các bạn vẫn có thể lựa chọn đến nơi. Thì đầu tiên các bạn đến các bạn phải làm test COVID. Và cái test COVID nó sẽ được nhà trường trả luôn, là bởi vì bao gồm hết trong bảo hiểm của mình. Nếu các bạn bị COVID thì trường sẽ có phương án cách ly cho các bạn. Nên các bạn yên tâm về việc đó. Còn khi mà mới đến thì sẽ không có phải là cách ly liền như ở Việt Nam mà sẽ làm test trước. Vậy thì bây giờ chúng ta tiến đến hai câu hỏi cuối cùng nha các bạn. Các bạn chuẩn bị chưa? Hai câu hỏi game show cuối cùng ngày hôm nay với hai phần quà cũng cực kỳ hấp dẫn. Mời đại diện trường đọc câu hỏi số 3. Rồi, tiên đọc câu số 3 nha. Bà Anushek Ansari là ai? Câu A là cựu sinh viên của trường Chuck Mason, tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính. Câu B là nữ doanh nhân đạo Hồi đầu tiên được bay vào vũ trụ. Câu C, A và B đều đúng. Câu D, đáp án C, và bà còn là speaker trên kênh TED VN. Tiên sẽ đếm 1 đến 5 tiếng đếm ha, thì các bạn mới trả lời câu hỏi nha. Còn nếu như các bạn trả lời sớm quá thì cũng không được ổn đâu. Để đảm bảo sự đạt công bằng đến cho tất cả mọi người ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhất định phải đính là ví dụ 1A, 2B, 2B, 3C gì đó. Thì Tiên mới biết được nha các bạn. Có khá nhiều câu trả lời rồi.
Ok, thì nhưng mà có điều các bạn chưa có thực hiện chia sẻ nè các bạn ơi. Trời, các bạn trả lời đúng mà các bạn không thực hiện chia sẻ, quá đáng tiếc luôn các bạn à. Bây giờ như thế này, Tiên sẽ chọn dựa trên việc mà cái yêu cầu mà lúc đầu Tiên đã nói ha, để đảm bảo sự công bằng. Thì hiện tại là cũng khá là nhiều những câu trả lời rồi đó, nhưng mà để thỏa mãn tất cả các yêu cầu thì có bạn Mắc Cười. Bạn Mắc Cười đã trả lời là câu 3D, rồi bạn Dương Ngọc là câu 3D, bạn Thảo Vi là 3C, bạn Alice Hoàng là D, bạn Bảo Quỳnh là 3D. Thì không biết là câu nào là câu đáp án đúng ạ? Dạ, đáp án đúng của mình là câu D ạ. Câu D hả? Ok, câu D là câu 3D là câu trả lời đúng ha các bạn. Như vậy thì bạn Mắc Cười sẽ là bạn đoạt giải của câu hỏi số 3 ha các bạn ha. Và bạn sẽ có cục pin dự phòng. Dạ. Yeah. Ok. Và bây giờ mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4, học bổng của trường đại học George Mason trong năm 2021 cụ thể đó. À, bạn cứ đọc tiếp đi, nhưng mà Tiên cũng nói là đợi Tiên, sau khi Thủy Tiên đọc xong á, thì Thảo Tiên sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn suy nghĩ và các bạn điền đáp án, cho nên các bạn cứ bình tĩnh. Ok. Okay. Học bổng của trường đại học George Mason cho năm 2021 mùa fall là bao nhiêu? Đáp án A là từ 9.000 đến 15.000. Đáp án B là từ 9.000 đến 19.000. Đáp án C là từ 5.000 đến 15.000. Và đáp án D là từ 5.000 đến 19.000. 1 2 3 4 và 5. Hình như câu này hơi khó, sao mà các bạn thấy chần chừ quá, các bạn đang bị loạn số. Nếu các bạn theo dõi toàn bộ livestream thì các bạn sẽ thấy được là câu trả lời nó hiện rất là rõ. Bạn Dương Ngọc là trả lời đầu tiên là 4C. Bạn thứ hai là bạn Thảo Vi là 4D, Alice Hoàng là 4D, Mắc Cười là 4D, Sydney Nguyễn là 1A. Ồ, bạn này hình như trả lời hơi bị lộn. Ok, thì câu đáp án của mình là đáp án chính xác của mình là 4D nha các bạn. 4D là từ 5.000 cho đến 19.000. Mà Tiên nhắc lại đây là mức học bổng 1 năm. Các bạn sẽ được duy trì suốt 4 năm, có nghĩa là mình nhân 4 lên. Đó, duy trì, học bổng duy trì chứ không phải là chỉ có năm đầu tiên ha các bạn. Như vậy là các bạn có thể yên tâm để mà đăng ký vào trường George Mason University được á. Và như vậy thì bạn Thảo Vi là bạn vừa là người chia sẻ nè, rồi bạn vừa trả lời nhanh nhất và đúng nhất nữa. Chúc mừng bạn Thảo Vi nha, bạn đã có con chuột. Con chuột Logitech. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, đó là phần trả lời những câu hỏi của các bạn khán giả. Thì Tiên sẽ đọc một số câu hỏi thôi ha bạn ha. Dạ. Bạn Mario Bùi có hỏi là trường có chương trình co-op và internship hay không? Và thường thì thời gian nào mới được đi thực tập? Về chương trình internship thì sẽ tùy theo ngành học của bạn mà sẽ có cái chương trình internship bắt buộc. Và nó thường thường nó sẽ rớt vào hai cái năm cuối của chương trình cử nhân là khoảng năm 3, năm 4. Thì chương trình internship này mình gọi là internship bởi vì đây là có thể là một dạng chương trình để lấy tín chỉ. Khi mà bạn tốt nghiệp, để bạn được công nhận tốt nghiệp thì một số cái chương trình mà lấy tín chỉ như vậy thì bạn sẽ không được trả lương. Tiên không dùng chữ co-op bởi vì chữ co-op đa phần là sẽ được trả lương. Còn internship ở đây sẽ là lấy tín chỉ hoặc được trả lương, thì đa phần cho chương trình học đại học mà để lấy tín chỉ là chính. Câu hỏi tiếp theo của bạn Rosie Nguyễn là cho em hỏi là phí ghi danh của trường là bao nhiêu ạ? Hiện nay khi các bạn ghi danh cho trường đại học George Mason và đặc biệt là ghi danh qua New World Education thì các bạn sẽ không phải đóng cái phí ghi danh này. Wow, đó là một tin mừng đó các bạn ạ. Được miễn phí ghi danh. Rồi, bạn Lai Nguyễn thì bạn hỏi là dạ em chào hai chị, gia đình em không có người thân ở tại Virginia nên không rõ là trường mình có dịch vụ đón tại sân bay hay không và có ký túc xá hay không, nếu có thì chị chi phí như thế nào? Hiện nay thì
các bạn khi mà các bạn đi học thì các bạn sẽ được đưa đón sân bay miễn phí, và đặc biệt là ở ngay cạnh trường John Mason thì các bạn sẽ có hai cái sân bay các bạn có thể lựa chọn, một ở trong sân bay của Virginia, hai là ở DC, các bạn có thể chọn và nhà trường sẽ đưa đón miễn phí. Và bên cạnh đó là đương nhiên là trường sẽ có ký túc xá, và ký túc xá của John Mason là hiện nay đang là yêu cầu bắt buộc đối với các sinh viên học bậc cử nhân năm nhất. Còn các bạn học ở cái level cao hơn thì không, các bạn không cần phải ở. Và cái mức chi phí của họ ở ký túc xá của các bạn thì các bạn tính là dao động một tháng là khoảng 1.500 khoảng đó, bao gồm ăn ở mà mọi thứ luôn. Vậy nếu như mà gia đình của các bạn có người thân ở bên Mỹ thì các bạn cũng phải bắt buộc ở đây một năm đầu các tiên. Bạn sẽ bị yêu cầu ở trong năm đầu tiên, lý do là giúp cho các bạn có thể có những cái trải nghiệm về văn hóa để các bạn hòa nhập dễ hơn. Tại vì Tiên thấy là cũng nên á, cũng nên ở năm đầu tiên. Còn sang năm thứ hai, thứ ba, thứ tư thì các bạn đã quen với môi trường ở tại Mỹ rồi, và cũng như là cái cách học của người bản xứ rồi á, các bạn sinh viên bản xứ rồi, các bạn đã theo kịp với chương trình và chất lượng của trường rồi, thì lúc đó các bạn có thể thoải mái, các bạn lựa chọn rất là nhiều option ha các bạn ha. Chứ nói chung là Tiên thấy là trường cũng rất là quan tâm tới vấn đề là chất lượng của đầu vào nữa, chứ không phải là chỉ có đầu ra không đâu, tức là đầu vào cũng phải chất lượng. Thì kiểu như là vô là tạo mọi điều kiện để cho học sinh có thể học tốt ngay từ năm đầu tiên, và duy trì cái mức học bổng của mình, chứ không phải là học có được học bổng 19.000 năm đầu tiên xong rồi bắt đầu mình chủ quan rồi mình học lơ là, thì như vậy thì nên sang năm thứ hai mình có thể cái mức học bổng này nó sẽ bị sụt xuống hoặc là có thể mất luôn chẳng hạn đó. Cho nên là thì cái chương trình này của trường á nó cũng rất là hay, để giúp cho các bạn học sinh có thể có những cái lớp học ngoại khóa cũng như là những cái lớp học hoặc là thể thao tại vì cái những cái cơ sở vật chất của trường về mặt thể thao là rất là trường có khoảng 25 đội thể thao trong NCAA level 1 là chị biết là rất là mạnh để cho các bạn phải tham gia. Ok, câu hỏi tiếp theo là của bạn An Nhiên. Bạn nói là em trai của em thì học cuối cấp trường Trần Phú ở thành phố Hồ Chí Minh và với điểm trung bình là 8.6, IELTS của bạn là 6.5, thì có thể apply học bổng của trường chưa? An Nhiên ơi, với cái điểm của em bạn thì cái điểm IELTS đầu tiên là đã đủ với cái yêu cầu đầu vào của trường rồi. GPA thì là cũng đủ với yêu cầu đầu vào và chắc chắn là bạn này sẽ được học bổng. Còn mức học bổng là bao nhiêu thì An Nhiên sẽ phải liên hệ với New World Education để New World có thể giúp các bạn nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Lý do là deadline, thời hạn của chương trình học bổng này là ngày 1 tháng 4. Và hiện nay là trường đã có rất nhiều application và thậm chí là tất cả những bạn học sinh khi được nhận là đã biết mình được học bổng bao nhiêu luôn rồi cho mùa này. Và bạn không cần phải lấy kết quả của cái năm lớp 12 cũng như bằng tốt nghiệp, bạn chỉ cần nộp kết quả của lớp 10, 11 và thậm chí là học kỳ 1 của lớp 12 là trường đã có thể xét được cái kết quả học bổng cho mình. Bạn Anna Doc thì bạn có hỏi là học sinh có được phép đi làm thêm không? Theo quy định của chính phủ Mỹ thì học sinh quốc tế được phép làm thêm 20 giờ một tuần trong khuôn khổ của trường. Có nghĩa là bạn làm cho những cái bộ phận nào đó liên quan đến trường học thì được. Thì đa phần riêng với tập đoàn Intu nha, thì đối với tại Intu John Mason thì đa phần các bạn sinh viên quốc tế khi học thì các bạn sẽ làm dạng như là coordinator, ambassador, là hướng dẫn cho những bạn sinh viên mới vô sau. Thì đó là một cái công việc mà các bạn rất là thích và các bạn có thể làm ở ngoài lễ tân. Intu luôn luôn tạo rất là nhiều điều kiện cho các bạn sinh viên quốc tế để làm việc trong trường. Đó là cái điểm cộng. Câu tiếp theo là của bạn Vivi. Bạn nói là với tình hình dịch bệnh hiện nay, vấn đề gia đình em lo lắng nhất là sức khỏe. Chị cho em hỏi là trường, nếu em qua trường John Mason thì có phải cách ly 14 ngày không? Như cái câu này là mình đã có trả lời hồi nãy rồi đúng không bạn? Có nghĩa là đầu tiên khi các bạn đến là các bạn phải test COVID. Và nếu mà bạn nào có theo dõi thông báo mới của chính phủ Mỹ là từ ngày 26 tháng 1, tất cả những người nào nhập cảnh vào Mỹ đều phải có test COVID mà âm tính trong vòng 1 đến 3 ngày trước đó thì mới được nhập cảnh. Và đó là một trong những yêu cầu của chính phủ Mỹ rồi, không của riêng trường. Nên là, và nếu mà bạn đến thì nếu mà bạn bị test mà vô tình bạn bị COVID thì trường sẽ có phương án cách ly cho bạn. Bạn cứ yên tâm về việc đó. Nhưng mà nếu như các bạn cẩn thận thì không bị đâu đúng không ạ? Tại vì thật ra thì suốt mấy tháng qua thì Thảo Tiên cũng có học sinh bay đi Mỹ, nhưng mà và các bạn kể từ tháng 7 là học sinh đã bay rồi, mà đến bây giờ là tháng 1 năm 2021 thì các bạn vẫn báo về với Tiên là rất ok, không hề có cái chuyện là dính dịch hay này nọ vân cả. Cho nên là mình cũng yên tâm nếu như mình cẩn thận. Nói chung là trong cuộc sống mà mình không có thể nào mà khống chế được cái bên ngoài, nhưng mà mình có thể khống chế được
bản thân của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận và chúng ta nghiêm túc với việc tình hình dịch bệnh thì chúng ta sẽ không có bị gì đâu. Các bạn đừng có quá lo lắng nha các bạn. Rồi đến bạn La NT thì bạn nói là đây là phụ huynh hả bạn ha. Đây là phụ huynh Thủy Tiên con tôi có IELTS 6.5 đang học chương trình 2+2 tại SCC. Thì trường có test đầu vào khi chuyển tiếp qua trường George Mason University không? Và liệu bé nên nộp hồ sơ khi nào là được? Xin chào quý phụ huynh. Thì hiện nay với điểm tiếng Anh của bạn là bạn cũng đã đủ được cái yêu cầu đầu vào của trường George Mason cho điều kiện transfer là chuyển tiếp. Còn về thời điểm để bài test đầu vào thì đương nhiên đối với chương trình transfer sẽ không có test đầu vào. Tuy nhiên để mà bạn có thể được biết là mình có bao nhiêu tín chỉ được chuyển từ Seattle Central là SCC, em nghĩ là Seattle Central. Có thể nộp khoảng ví dụ bạn hoàn tất chương trình của Seattle Central vào mùa hè đi, thì có thể hết học kỳ 1 của cái năm đó là bạn có thể nộp hồ sơ vào George Mason. Thì lúc đó trên bảng điểm của bạn sẽ thể hiện những môn bạn đã hoàn tất và những môn bạn đang học để trường biết được là cái năng lực của mình cũng như là xét được cái số tín chỉ chuyển tiếp. Và bên cạnh đó một tin vui cho các bạn nữa là hiện nay với các bạn học chương trình 2+2 transfer, trường George Mason vẫn áp dụng học bổng. Và mức học bổng nó sẽ dao động khoảng từ 5.000 đến 12.000 một năm. Thấp hơn tí xí thôi. Dạ, nói chung có học bổng là vui rồi đó. Chứ còn mà giống như có một số chương trình thì nếu như mà chuyển tiếp á, tại vì mình đã học cái college là học phí đã quá rẻ rồi, mà bây giờ mình chuyển tiếp lên một trường đại học danh tiếng nữa thì hầu như các trường sẽ rất là ít học bổng. Đúng rồi, rất bây ít giờ trường là học bổng chuyển tiếp. Rất ít trường cho học bổng chuyển tiếp mà chỉ cho freshman ngay từ năm đầu tiên của 4 năm thôi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là vui để các bạn nhanh tay đăng ký vào George Mason thông qua công ty du học New World Education ha các bạn. Và câu hỏi cuối cùng là của bạn Bảo Quỳnh. Bạn hỏi là cho em hỏi là số tín chỉ tối thiểu và tối đa mà em có thể đăng ký trong một năm học là bao nhiêu? Em cần bao nhiêu tín chỉ để lấy bằng cử nhân? Dạ, em trả lời câu sau trước. Dạ. Thì thường thường đối với một chương trình cử nhân thì các bạn sẽ thấp nhất là các bạn sẽ cần hoàn tất với 120 tín chỉ. Tuy nhiên với một số chương trình đặc biệt, ví dụ các chương trình kỹ sư đi, thì cái lượng này nó có thể lên đến 128-130. Và về mặt visa thì số tín chỉ tối thiểu mà bạn cần phải lấy cho một năm học là 24, tương đương với 2 học kỳ, mỗi học kỳ 12 tín chỉ. Còn thông thường thì các bạn khi học tại Mỹ thì có số lượng tín chỉ các bạn sẽ lấy là khoảng 15 tín chỉ cho một học kỳ, là 2 học kỳ là 30, và mình cứ nhân lên 4. Bạn nào siêng thì các bạn có thể lấy thêm học kỳ hè. Và như vậy thì bạn có thể kết thúc chương trình học của mình 4 năm trong vòng 3 năm đến 3 năm rưỡi. Thì các trường đại học bên Mỹ họ vẫn rất là linh hoạt trong vấn đề này. Và còn chần chờ gì nữa các bạn hãy nhanh tay để mà đăng ký ghi danh vào trường George Mason University thông qua đại diện tuyển sinh trực tiếp của trường là công ty du học New World. Các bạn có thể inbox vào fanpage của công ty để mà được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ ha các bạn ha. Cũng có thể là các bạn có thể nhanh hơn là các bạn hãy cầm điện thoại lên và bấm số 1-800-6577 để được hỗ trợ nhanh nhất có thể. Còn bây giờ thì chúng ta cần phải chia tay chia tay với lại các quý khán giả yêu quý của chúng ta rồi. Thảo Tiên rất vui được đồng hành quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời đại diện trường ạ. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và nếu và các bạn học sinh đã tham gia livestream hôm nay. Thì nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào thêm về Intu, về George Mason thì đừng ngần ngại liên hệ với New World và New World sẽ giúp chuyển câu hỏi đến Tiên để có thể hỗ trợ cho các bạn kịp thời nhất nha. Thảo Tiên và Thủy Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. My pepper shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace.
Mikhail Turin and Anushe Ansari to their microgravity home in space.